Thiếu Lâm ai đâu mất tiêu ta? Đỡ Khải đi tìm Thiếu Lâm nữa rồi. Thiếu Lâm đang phun chết Thiếu Lâm á. Hảo Dân á, đồ Hảo Dân nem độc, phun chết công lôn, quên, phun chết ung lung anh em ơi. Phun chết ung lung, đây là Nghe Mi nè, Nghe Mi quẹt lúc nãy nè. Rồi, quýnh Nghe Mi, quýnh ăn nhanh nha anh em. Nghe Mi ăn nhanh nè, không đỡ để chứng. Quýnh Nghe Mi là quýnh ăn nhanh. Quýnh Nghe Mi là quýnh ăn nhanh. Nhanh gọn. Nhanh gọn nha anh em. Quýnh Nghe Mi quýnh nhanh gọn nha. Không đỡ đẻ trứng, không đỡ đẻ trứng được. Nghe Mi này cũng khá là khủng quá anh em. Phun xét Định Quốc này. Rồi Ngọc Bòi Mát này, 39192. Chung Nghe Mi này nó thiệt không ăn được mình rồi. Gia Chiền. Sao mà ăn được, sao mà ăn được. Đúng rồi, bên này là một PC 4 ạc nha, vẫn kéo xe được nha, một PC 4 ạc. Sao mà ăn được. Một PC 4 ạc nha anh em. Chạy đâu, chạy đâu. Chạy đâu, lên núi hả, lên núi hả. Chạy đâu cho khổ vậy. Chạy đâu cho khổ vậy. Nghe Mi mà, kỳ hợ mà, sao đánh được mình. Câu giờ thôi, câu giờ ạ, à, câu giờ ạ, à, câu giờ này, câu giờ này. Chón. Kỹ năng ok. Solo á, solo là phải có khí tâm phù với lại mát kêu mơ tung ảo ảnh thì mới ra solo mới được nha anh em. Anh em nào mà học solo á mà không tăng hai kêu này không đánh được đâu, phải mát. Hiện tại Khải giảm lực tay này, giảm lực tay của kêu 1x này, giảm lực tay của kêu 6x này để giảm tăng vô bùa ấy, tăng vô bùa cho nó hợp lý á. Lực tay đáng lý ra lực tay Khải phải 7k lận, đây còn có 5k2 thôi. Khải là giảm lực tay mất đi 1k8 rồi, Khải mất 1k8 lực tay. Chính thức khai mở vào 19 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2020. 15 năm một mối tình tái hiện trên hai nền tảng Android và iOS. Đây, Khải solo. Chạy đâu, chạy đâu, lên núi, lên núi, lên núi, uống máu nè. Kỳ hợ mà sao ăn được mình anh em, để mình coi soi đồ Thiếu Lâm cho anh em xem. À đây, đồ nem độc này anh em, set nem độc này má quá khủng luôn. Chứng mình hai chứng mình nằm luôn anh em ơi, set u lung nha. Nem độc này trang bị đủ set u lung rồi. À, do Khả nhiều dòng quá á. Khá nhiều dòng trên người quá nên là nó bị lách vòng thôi, nhưng mà kháng thì vẫn có, nên là khoảng tầm 30 giây 1 phút thì Khải phải bút kháng rồi. Đây là nem độc u lung nha anh em, nem độc này quá khủng luôn nha. Hai kỹ năng cũng có một này, dây ngọc bội cửa này thì vào trưởng bay nóc rồi anh em ơi. Kỹ năng cũng có ba vãi nồi.